Giờ đời cũng chết, kẻ bảo tàng tới số không còn. Hai cái chết này đồng chết với nhau như vậy, diệt xuống thế nào dọn như đó, thành thật con ơi. Thôi như bữa nay hỏi sao giống ở ngoài Trung quá. Ở Trung Nam mà hỏi giống ở ngoài Trung. Vậy sao hả? Là nếu có giảng có thầy lên á, rồi hỏi ý bên ngoài. Vậy thì hai câu này ở trong những khiếm thiện của Đức Thầy phải không quý vị? Việc tu thanh thiện tính hững hờ, trình quả đến e cho khó tránh. Rồi môn tịnh độ là phương cứu cánh gắn thuận hành. Cái phụ Phật xưa đáng lẽ phải đọc một đoạn trước nữa. Nhưng mà thôi, đọc tới đọc lui chi đêm nay khuya lắm rồi. Bị ba giảng viên cái là 12 giờ nói cho nó rõ là tới 12 giờ mới rồi. Vì thầy tội nghiệp cho tôi bắt anh chị em, mà nhất là tôn giáo bạn và chính quyền trong địa phương những trợ an ninh mãi tội nghiệp quá. Nên thôi giờ tiết kiệm rồi không có nên đọc vài dòng. Trở lại hai câu này à. Rồi hỏi tôi cái vấn đề tu ra như thế nào mà bên đời người ta nói rằng là tu chính kiếp và già đời cũng chết. Mà ngỡ bảo tàng là tận số không còn, nói tu chính kiếp là cái đó nó sai đi câu phương ngôn. Chứ câu phương ngôn như thế này nè. Tu nhân đức thì già đời cũng chết. Mang ảo bảo tàng là tận số không còn, phải không? Chứ tu chính kiếp mà đâu có đồ, nó không có nghĩa, nó không có đối được. Như tu nhân tích đức là già đời cũng chết, mang ảo bảo tàng là tận số không còn, cái đó nó có nghĩa, nó đối nha, phải không quý vị? Thôi giờ trở lại cái phần đầu này trước đi, rồi nó tới cái phần đó rồi chúng ta bình mà trao đổi với nhau thử coi. Vì cái đề tài này chắc hết giờ quá, chứ sợ hết giờ quá, không có bình thì sợ hết giờ. Mà thôi đừng có bình, mình thoát qua mình chú giải được rồi à. Thôi bây giờ trở lại hai câu. Về việc tu thân thiện tính hẳn hò, tu thân là gì quý vị? Bây giờ xin trao đổi danh từ tu thân từ ngữ đi. Chứ tu là sửa là trao, cái thân là mình. Là thầy dạy chúng ta phải ráng trao sửa cái thân mình nữa nè. Mà tu thân thì tự nhiên có tu tâm rồi. Bởi vì nhờ tâm nó tu mới thân được, chứ cái thân không tu gì. Phải có gì cái chữ Hán, chữ Nho, chữ Tu là sửa là trao con. Vậy thì thầy biểu mình, thầy dạy mình á, cái việc tu thân mà hững hờ, tức hững hờ là lôi thôi đó, chậm chạp đó nha. Thì là nguy lắm đó. Cho nên câu thứ gì là trình quả đến e cho khó tránh. Rồi hỏi chúng tôi là quả gì? Thôi giờ nói câu trước đi, trao đổi câu trước trước đi. Việc tu thân thiện tính hững hờ, tu thân là sửa cái thân này. Thiện tính là gì? Thiện tính là do cái danh từ mà tiếng Phạn bên Ấn Độ ra là U Bà Tắc, U Bà Di. Người Tàu có dịch ra đó là thiện nam tính nữ. Và thầy nó kêu gọn đó là thiện tính. Thiện tính đây tức là thiện nam tính nữ đó. Cái người ở tại gia cư sĩ mà quy theo Phật tu hành đó gọi là cận sự nam, cận sự nữ đó. Gọi là tính thiện nam tính nữ đó quý vị. Cho nên đây thầy mới gọi là thiện tính đó. Vì thầy cho biết trong đạo chúng ta đó, bàn xét như trên thấy rằng trong đạo chúng ta, toàn thể chúng đạo chúng ta thuộc về hạng tại gia cư sĩ, tức là thiện nam tính nữ rồi đó. Bây giờ trở lại, thầy cho biết là việc tu thân thiện tính hẳn hờ, tức là cái người tại gia cư sĩ nam và nữ đây đó, sửa cho cái thân này mà hờ hẳn nghe, thì hòa tới tranh cũng được. Thôi giờ trở lại trao đổi cái thân này sao phải sửa nè. Cái thân này đó, thể theo thân kinh cho biết thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nó có ba cái nghiệp này nó sanh ra tới 10 điều ác là cái gì? 10 điều ác này. Cái thân này có ba nghiệp đó là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Mà thầy dạy đạo nó là 36 năm rồi mình hỏi lén lén với nhau quý vị. Quý vị ngồi trước cái hàng đầu để là các bậc bô lão, các bậc cao minh cao đồ không à. Mình hỏi lén với nhau, mà hỏi lén với hỏi trên máy mà lén gì? Hỏi thử coi vậy bây giờ mình còn đạo tặc, còn sát sinh, còn tà dâm hay không? Hỏi tới là làm khinh rồi. Thiệt quý vị làm khinh. Là sao hả? Là vì có kẻ có, người không có, cái còn người hết. Thôi bây giờ tôi nói phút cái đi. Bây giờ cái sát sinh đó, cái thân này đó, chúng ta còn giết chóc hay không à? Sát là giết đó, sinh là mạng sống, loài người và loài vật. Mình theo thầy 36 năm nay là còn giết loài vật, loài người hay không? Có người thì không giết người nhưng cũng giết vật thôi, gì có không? Còn không có thông gia mà dùng mà ăn thứ, còn cắt cổ gà không? Còn thấy không? Vì sát sinh là chứ gì? Kẹt rồi đó, thẳng hờ rồi đó, lôi thôi rồi. Rồi còn gì nữa? Đạo tặc. Thưa quý vị thì nói mau mau chứ nội cái sát sinh cũng sát liền chưa hết nữa. Thôi nói đại để nha. Cái đạo tặc là gì? Là ăn cắp,
ăn cắp ăn kiêng. Mà trong đạo chúng ta tu hành 36 năm nay rồi, nếu nói còn ăn cắp thì kẹt quá. Phải không quý vị? Bữa nay có tôn giáo bạn ngồi đây nữa, nhưng mình nói ra có sâu băng rồi nữa, nói đạo mình còn ăn cắp thì kẹt. Nhưng mà không đâu, đừng có sợ kẹt. Bởi vì cái thời loạn nào cũng vậy, không khi nào mà hết được cái phần tử xấu xa. Nó có. Vậy thì bây giờ nói rõ ra, đạo tạc ra trong đạo chúng ta là chắc là cử hẳn rồi. Đâu có dám mà làm những cái chuyện mà lâu thôi vậy. Mình tu hành mà còn ăn cắp, nhưng mà thôi lỡ nói nơi luôn à, còn ăn cắp không quý vị? Ai cũng lòng thinh hết trơn. Bây giờ cho tôi vô tay tôi nói nè, còn quý vị ai có hết thì xin cãi nha. Còn là cho tôi trình bày tới nè. Bây giờ trình bày cho quý vị, lúc tôi còn ăn mặn nha không? Thăng nước tôi vô đồng, tôi đi chăm câu đó. Còn mình nói cái nhỏ nhỏ không nói cái lớn gì. Gặp cái thứ cá mình ăn câu nó chả lẹt đài. Thôi nó ham, thôi tôi ham, ký thử quý vị. Mê ly, ham mê ly đó. Nó hết nó nổi rồi. Nó chạy liệt liệt tay hoài, nhớ lại cha ca của người ta. Mình tu hành rồi dở coi kỳ quá, bơi. Bơi liên hồi nhớ trực là cha, cá này chạy cá lớn à. Quay trở lại, quay xuồng trở lại mới lấy cái dầm chiếc thôi. Mà cá thăng nước của gì nghĩ coi, thằng bạn tam chín cái mặt nước nó mọc ù rồi. Thèm quá thèm, gỡ. Nó chung quanh cũng qua cái gỡ. Cái đó ăn cắp không có gì, ăn cắp cái gì, nhưng mà ăn cắp cái đó chưa mấy. Còn nữa, rồi tới chừng chiều rồi mình dăng câu rồi chưa dính, của mình nó chưa dính, chưa mất mồi. Bây giờ nướng cá ăn cơm chứ, nấu cơm ăn không có gì thì nướng cá ăn cơm. Nướng cá ăn cơm nên nghe cửa vườn thất tổ về ăn cơm với con. Chứ nhớ chật lại mình ăn cắp, rủ ông bà mình ăn cắp nữa. Ai nghĩ coi cái đó nó kẹt, biết bao nhiêu kẹt gì, kẹt, hết sức kẹt rồi. Mà tôi không biết có gì có kẹt cái đó không, mà tôi thấy nó kẹt vậy. Còn bây giờ lại làm xóm đụng là đụng chịu ăn ớt. Gặp mà có trái ớt là phải xin nè. Chị ơi anh ơi cho tôi xin ba trái ớt. À rồi, ông phụ thông cứ bẻ, có dính cứ bẻ đi. Lộn lộn hồi cái bỏ ông chú không biết mấy trái, móc là đêm hồi mười mấy hai chục trái. Vì nghĩ coi ra ăn cắp đó, xin có ba trái mà bẻ tới mười mấy hai chục trái là ăn cắp mười mấy trái không có rồi. Phải không cái gì, có ăn cắp không? Còn ăn cắp không cái gì? Như vậy cái lý nó còn không kẹt không? Nhưng mà cái thô thì không kẹt, chứ cái tế nó kẹt bây giờ. Cái duy tế, cái nhỏ nhỏ nó kẹt quá à. Và nó còn một cái ăn cắp nữa đó. Nói cho thầy nói không có nổi, bởi thầy nói việc tu thân thì tính hẳn hồ nữa. Hẳn hồ lắm. Còn cái đó là lý đấy không? Thấy của người thèm khô nước miếng, muốn làm sao lường gạt lấy đi cái thứ đó đó. Mới là cái ăn cắp thứ đó mới ăn cắp độc đáo đó. Cái tội ăn cắp đó mới là độc đáo. Cái ý muốn cái lòng tham của mình đó là ăn cắp đâu bây giờ. Thấy cái gì đẹp người ta cũng muốn, cũng ham. Xe Honda 72 người ta chạy mình cũng thích. Vì vợ con người ta đẹp mình cũng trầm trồ đẹp quá ha. Thì cái đó là ăn cắp xếp đẹp rồi chứ gì. Nó kẹt lắm cái gì à. Nên nhớ sự giờ lý đó, chúng ta phải làm sao cho đường con sát sanh, đạo tạc bây giờ tới tài dâm. Dạ, tới đây nó kẹt nữa. Nó kẹt dữ lắm cái gì à. Sáng nha, bởi thầy mới dạy mình là việc tu thân thiện tính hưởng hồ. Chúng ta hồ hởn lắm. Tưởng đâu cúng lại ngày hai thời là rồi, tưởng đâu ăn bốn ngày chay là rồi, tưởng đâu giữ tám giờ lăng là rồi. Không ngờ rồi cái mình nó còn cái nghiệp của mình, nó nội cái nãy giờ nói cái thân nghiệp không, chưa nói tới khẩu nghiệp, chưa nói tới ý nghiệp của vui. Nó kẹt dữ lắm cái gì à. Rồi tới tài danh này đó, chà nó kẹt hết, nó nổi kẹt rồi. Bây giờ sao? Tôi thường nói hoài đó, nếu mà khoa học này mà họ chế ra một cái máy nhiếp ảnh mà họ chụp được tư tưởng đó nha. Ông phổ thông, ông cụ phổ thông à, và ban sự các xã các ấp có mặt ở đây đó, và đồng đạo có mặt ở đây, và tôn giáo bạn đại đạo Tân Kỳ phổ độ, nói chung hết đi. Bây giờ họ chụp được tư tưởng của mình mà họ rửa, họ treo lên vách cho thì chắc là mình trốn quá. Mà ai tôi trốn liền. Sao hả? Là vì bình thường đó mình làm thinh, có ai biết mình tính gì? Có ai đâu biết mình làm gì, tính gì đâu. Nhưng mà có cái máy nhiếp ảnh họ chụp rồi họ rửa, họ treo lên là thấy mình tính cho nè. Ở chừng đó mắc cỡ đi chứ gì. Quý vị nghĩ coi là cái điều đó nó kẹt hay không. Kẹt thiệt tình á, tới cái tài dân nó nguy lắm. Ai nghĩ coi năm nay là 57 tuổi rồi, phải nhỏ nhất gì đâu. Mà nó bắt nhớ. Nhớ gì? Nhớ hồi đó đó, cái cô nào với mình hồi đó đó. Bây giờ người ta có con rồi, có chồng rồi, thì người ta án thẳng người ta rồi cũng còn nhớ nữa. Nhớ hồi đó làm sao, nói chuyện gì cái gì đó nhớ trời.
ai nghĩ cũng có. Mà trong lúc tôi nhớ đó mà tiện nó có hỏi nãy giờ chú hai tính gì, tôi nói không, nãy giờ tao không có tính gì hết, chối liền. Chứ nói ra mất cỡ. Thôi lão trên đây bữa nay lão nói tới cái này thầy là Phật rồi, rọi cái thâm tâm của mình nay rút quẹ từ bi đó rọi rồi, vào thâm tâm của cái giam thi không giấu được nữa, bây giờ khai phức ra trơn, bây giờ nó thô hổ đến đâu cũng khai luôn mà. Vậy thì cái tà dâm nó nguy lắm quý vị ơi, ráng nha, nó bắt tưởng kỳ cục lắm quý vị à. Nó không có đợi mà nhỏ tuổi hay lớn tuổi gì tất cả, cái này nó kỳ lắm quý vị à. Cái dâm dục, cái sắc dục nó kỳ lắm, nó có nói lớn tuổi nhỏ tuổi gì hết trơn à. Này tới đây tôi mới nói nè, bữa nay có ban sự quận An Phú nè, có 11 xã từ quận An Phú nè, ở đây có ông chủ tọa màng hay cái gì, có không, có không, có ông nào tên chủ tọa màng không? Tôi nghe trên toàn quốc người ta đã nói tên con này ông tu hành chương chính lắm đó, mà đều kẹt con cái rồi. Ông vào chùa thôi nói gì, có ông đều cũng biết rồi, con cháu cũng biết rồi, nó kẹt vô cùng rồi. Đừng có nói tu lâu tu mau nha, ráng à. Vậy thì việc tu thân thiện tính hẳn hò, mọi cái thân mình mà hò hẳn không lo việc trừ sát sanh đạo tạc tà dâm lo, rồi nó tới là lưỡng thiệt thị ngôn ác khẩu giọng ngữ cùng đi nữa, rồi tới tham lam sân nộ mê si cùng đi nữa. Rồi vì thế mà thầy cho biết cái chừng quả đến e cho khó tránh. Quả là gì? Trời đất ơi, mình tính quấy rồi có cái quấy tới mình chứ gì, mình tính giữ được cái giữ tới mình chứ gì, mình tính đâm thì cái đâm nó tới mình nè, mình tính bắn thì cái bắn nó tới mình nè, còn mình tính thương thì cái thương nó tới mình. Mình thương đời rồi đời thương mình, mình ghét đời rồi đời ghét mình, mình thù đời đời thù lại mình nha. Cái điều đó là công bằng lắm. Phật cho biết đó là luật nhân quả, thập thiết 49 năm gần 50 năm đó là nói là nhân quả luật. Còn thầy chúng ta cho biết nè, luật nhân quả thật là cao diễn suốt tổ kim chẳng lọt một ai. Vậy thì chúng ta nên nhớ, đừng có làm chuyện gì mà nó quá sức động cái từ tâm của Phật. Là trong cái thân của mình nó có ba điều là sát sanh đạo tặc tà dâm, nếu mình không có sửa được, không có trao được là quả nó tới cho mình nè. Cái quả này nó không hết nổi đâu. Cái quả là sự khổ khó, là cái sự cực nhọc và sự gian khổ, là sự tù đày. Sự cực nhọc này nó không có hết nổi đâu. Vậy thì chắc quý vị cũng thông cảm rồi, thôi cho chúng tôi trở lại cái chỗ là tu nhân đức già đời cũng chết, mạng ảo bảo tàng là tận số chẳng còn đó. Ngoài chung hỏi chúng tôi nó tại sao cái kẻ nhân đức là chết hoài, còn cái người hung bạo lại sống mãi? Mà tôi nghe giảng xưa đó, ông đó hỏi tôi rộng nhắc giảng xưa câu này như thế này nè, sai câu: tu hành hiền hậu chết hoài, xảo hoa vàng cá sống dài chặt đường. Tôi nói tôi hỏi ông trưởng phái đoàn ở trong Nam ra, ở trong Nam ra đây ông cho tôi biết coi, tại sao mà rồi tu chết hoài ai tu chứ? Vậy thì tu nhân tích đức thì già đời cũng chết, vậy thì tu làm gì cho mất công? Ăn ở bảo tàng là tận số chẳng còn. Vậy thì cứ việc làm tới à, tu chi cho mất công à? Tu thì phải khổ hạnh, phải là cực khổ, phải nhịn nhẫn người ta, ăn cũng nhịn, nói cũng nhịn, ở cũng nhịn, vậy chứ cực lắm. Thưa đại chúng thưa, điều đó là tại chúng ta làm cái câu xuyên ngôn đó đó, là tại chúng ta đặt ra đó, mà diện lẽ mà chữa mình đó, cũng như trong Ngụy Nho người ta đặt ra cho nó bằng cùng sanh đạo tặc. Bây giờ tôi hỏi mấy ông á, cái câu bằng cùng sanh đạo tặc này là ông thánh nào nói à? Ngũ kinh và tứ thơ đó, tôi nghĩ nào nói? Ngũ kinh là kinh thi, kinh thơ, kinh nhạc, kinh lễ, kinh xuân thu và kinh dịch. Thành Thủy Hoàng đốt mất cái bộ kinh nhạc, còn năm bộ kinh đó kinh nào nói bằng cùng sanh đạo tặc? Và tứ thơ đó, luận ngữ đại học Trung Dung Mạnh Tử đó, bốn cuốn sách nào đó, ông nào nói bằng cùng sanh đạo tặc? Tôi nói tôi nghe coi, thích thập nhị hiền thủ Khổng Tử ai nói? Ông ở dưới lòng sông Hòa tới nè, đó là Ngụy Nho bài đặt ra để mà che đậy cái phần làm của mình, cái phần làm xấu xa của mình, bằng cùng sanh đạo tặc hay là giật giữ nhân, cái đó là mình đặt ra gọi là Ngụy Nho. Còn cái câu này, thư ngôn này cũng là cái ngụy biện để mình nói lên đó mà, mình binh diệt cái thần vừa mình, tu nhân tích đức già đời cũng chết, mạng ở bảo tàng tận số không còn. Đó là mình ngụy biện để mà nói lên mà bào chữa lấy mình. Bây giờ tôi hỏi ông đó, cái chết đồng thời cũng chết, ai cũng chết, mà tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ ngày chết năm nay là hơn 2.500 năm rồi,
mà cả thế gian này đều quỳ xuống mà lại Ngài, mà dâng lên cầu khẩn với Ngài: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà Ngài cũng chết như chúng ta vậy, mà tại sao cái chết của Ngài được dễ dàng như vậy? Còn tôi hỏi ông đó, có ai mà quỳ xuống mà giái là Nam Mô A Di Đà Phật và nhờ Thạch Thường Dương Khải về độ tôi, có không? Có không? Không có. Thái Thạch Thường Dương Khải ta nhắc tới, ta miếm môi, ta chè miệng, ta nói cái thằng nó giàu không ít lợi hết chứ. Thế cái thằng nó giàu không ít lợi hết. Vì thế cũng đồng thời cái chết. Bây giờ tôi hỏi ông đó, hãy nói tới thời vua đây mà không nhắc ông vua Thành Thang, rồi không nhắc ông vua Châu Văn Dương, phải không? Vì thì cái đó cũng đồng thời cái chết. Còn ai nói tới ông vua Tà Mạo thì ai cũng nhắc Trụ Vương, rồi ai cũng nhắc là vua Hạ Kẹt hết trơn. Vì thì cũng đồng thời nhắc, mà nhắc ra người ta phỉ nhổ, nhắc ra người ta là quan minh ca tụng thì đồng thời cũng có nhắc. Vì thì cái chết nào cũng chết, mà chết để cho thiên thu di chủ, còn chết á muôn miệng người ca tụng thần thánh lên đó phần hồn thì chúng ta nên chết với cái chết đó chứ. Vậy thì nên tu đặng mà chết. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết phải dám tu đặng mà chết. Khi có cái xác thân này đó không dễ gì có đâu. Ở bên Tam Kiền Thổ Độ cho biết là dễ gì lộn kiếp đặng làm người, mai đặng làm người chớ dễ vui. Lành giữ hai đường vừa ý chọn, đó lành với dữ đó mình phải chọn đi hai đường. Lành như trồng giữ tỏi quá tươi, vậy thì cũng đồng thời cái chết. Người ta làm lành đó nó giống như tầm như ba vậy đó, nó tốt có đẹp lắm, ai cũng trông cũng nhìn. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết đó, người tu có thể ba tầm, ai cũng quý cũng trông cũng nhìn. Còn cái kẻ không tu hả, khen ơi ta gặp cái người ta chửi, ta gặp cái ta mắng đủ điều hết trơn mà không dám chửi trước mặt, không dám mắng trước mặt, là cũng mắng sau lưng. Cái thằng đó thiệt, cha mẹ nó sinh ra uổng quá, để sinh cái cà cái ớt trứng gà trứng vịt bán không có tiền, cái sinh cái thằng đó ra không có lợi ích gì trên. Vì tôi hỏi thử, nếu mình làm ác làm hung làm dữ rồi chúng nó mỉa mai nó cười cợt cái gì đó, còn gì mình là con cha mẹ mình. Đừng nói chi mình là con cháu giống dòng tiên, đừng nói chi mình là tín đồ cái đạo Phật đạo tiên đạo thánh, phải không? Vì thì đồng thời cũng cái chết, mà chết làm sao cho rạng rỡ tên tuổi thanh danh, chết ngang hồi, chết như thế mà ông Châu Võ Dương hay là ông Khổng Tử Mạnh Tử đó nên chết à. Còn cái chết mà chúng ta thấy không tu mà chết như Vua Kiệt Vua Trụ, chết như Bàn Hồng Tôn Tú, chết gì tới bây giờ dẫm mặt làm tuồng ở trên sân khấu đó nha. Tôi có ông bạn độc đáo gì à, mà tiễn thường nói hoài đâu, bạn tôi giờ còn ở dưới Vĩnh Tre nè. Ông đi coi hát bộ thôi mà coi hát bộ với anh hai à, tôi nói thiệt anh không dám đi coi hát bộ. Nói sao tôi mà gặp Bàn Hồng Tôn Tú nhất định tôi lên tôi đâm á, không đâm cũng cắn à. Tôi nghĩ coi vậy thì cũng chết, mà chết tới bây giờ người ta làm tuồng ra mà thiên hạ còn chửi, còn đâm, còn bắn, còn cắn kia nè. Vậy thì nên chết theo cái nào, nên làm theo cái nào, đồng ý theo cái nào? Tôi hỏi ngoài chung á, tôi hỏi đồng bào ngoài này đó, nên chết theo cái nào? Ai cũng chết hết trơn á, mà nên chết theo cái nào? Chết như Bàn Hồng Tôn Tú hay là chết như thế mà Nhạc Huy, hay là chết như Địch Thanh, hay là chết như Thành Cối, hay là Trương Văn Sương, hay là chúng ta nên chết cho Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, nên chết cho Lão Tử, hay là nên chết cho Thật Thực Nhiên Khải, nhiều lắm nhất ra cho hết được, chết theo cái nào? Vậy thì đừng có đặt ra nghĩ biện mà chữa lấy mình. Tu nhân tích đức già đời cũng chết, mạng ở bảo tàng tặng số không còn, đó là cả hạng người quá sức là mê mờ theo dục lạc, không thấy chân lý đạo đức là gì. Con người mà thiếu đạo đức đó là không có lợi cây cỏ gì à. Sao ạ? Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết rõ nè: đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thừa thẹn với cây cùng cỏ. Đó cỏ người ta làm kiểu chim chơi nó đẹp không, đem trước Phật được chim như đó. Còn cái cây này ta làm ra cái bục này, hôm nay đứng đây thuyết pháp thuyết trình nè, và làm nhà bên ở ra, phải cái cây cái cỏ quý báu không? Mà chúng ta không có ăn ở theo hiền lành nhân đức được đó nha, thì nó thua với cây cỏ đó quý vị. Nói sao hết, thôi xin tạm dừng ở đây đi, chà hết giờ quý vị ơi. Vậy thì việc tu thân thiện tính hẳn hà, chừng quả đến nghe cho khó tránh rồi. Vì cái ý sao chúng tôi vừa trình bày rồi đó, mở sứ ngôn tất cả các bậc cao minh cao độ ở đây cũng như tôn giáo bạn,
chúng ta thấy còn cái chỗ nào sơ xuất chưa đủ đầy, mong quý vị quan hỷ bổ chính cho, còn không xin qua câu khác. Kính thưa ông trưởng ban của ban giáo lý tỉnh Châu Đốc, ông thiếu úy phân khu trưởng phân khu cảnh sát quốc gia Sở Diên Trường, xin hỏi ông hai câu. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa, nhận giải rõ thành thật mang ơn. Kính thưa thiếu úy, sao mà bây giờ sao mà nó chạy theo tôi mau quá, bây giờ là 12 giờ rồi phải không ông tôi chứ? Hai mươi phút luôn hả? Phải tại tôi coi nó lộn rồi. Bữa nay có ông thiếu úy chúng tôi hết sức là cảm động. Đi ra ngoài Trung thì nhiều nhất là anh em ở bên chính quyền hỏi về đây cho đêm nay giống như ngoài Trung quá à. Đồng đạo hỏi rồi giờ tới chính quyền hỏi, ông thiếu úy hỏi lên, ông thiếu úy đi cô đây. Nhưng mà tôi muốn cho ông xuống ngon đọc lại cho nó kỹ để tôi xuất xứ rõ cho ông thiếu úy đây, rồi nó chia ra mà trao đổi cho nó rõ ràng, giờ có hết giờ cũng được đấy. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Chắc là hết giờ đó ông thiếu úy, mà thiệt rồi. Đây là cái bài, mà bài này là bài thơ 8 câu, tức là thơ đường đó. Nhất tâm hữu bất luận gì, tức là thông minh, bọn hỏi có 2 câu rồi. Vậy thì cho chúng tôi đọc lại 2 câu đầu nữa, rồi đọc hết cái bài này, rồi đọc luôn bài nữa là 2 bài. Cho nó rõ ra cái gì mà nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, rồi sách không không sách chớ lìa xa. Nhưng mà ở đây là thập thủ liên hoàn tỉnh bạn Trần Giang có tổ thầy mà, phải không? Phải không quý vị? Vậy thì bây giờ xin thiếu quý thông cảm cho nha. Vậy cho chúng tôi đọc lại: thế trần tạm giả gạt đời ta, nước khỏi sông mê khỏi ai hà. Rồi mới đến câu: nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sách không không sách chớ lìa xa. Diệu quyền chân lý ngoài đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nghẹo ra. Lắm lắm như xưa lời Phật dạy, hồng trần khái dục giết tài hoa. Nhưng mà thôi, đọc hoài thành độc giả nữa sao? Thiếu quý và tất cả quý vị đây, như xã trưởng nó rành hết trơn giảng thầy rồi, tất cả quý vị đây đều rành hết rồi. Đọc hoài thành độc giả và trở lại đây. 2 câu này chúng tôi chia làm 2 vế mà trao đổi. Thì sợ mất ngày giờ lắm, xuất xứ hoài nó mất ngày giờ. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu quý vị, thầy chúng ta là ông Phật xưa đó, là cổ Phật đó, không học mà biết tất cả từ việc trên thế gian này. Bây giờ thầy rút có trong kinh Kim Cang bây giờ: nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, rồi sắc không không sắc chớ lìa xa. Là thầy rút kinh Kim Cang 22 năm Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngày nói kinh Bát Nhã đó, gồm có kinh Kim Cang mà thầy nói lên có 2 câu này là hết trơn 22 năm của Phật Tổ nói kinh Bát Nhã rồi. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nữa là 22 năm, nhưng mà thầy nói lên có 2 câu này là hết. Như vậy rõ thầy chúng ta là ông Phật xưa đúng không quý vị? Lạch đau lắm, nhưng mà không có giờ chúng tôi khai thác. Thôi bây giờ trả lại 2 câu, chia câu thứ nhất ra và câu thứ nhì làm 2 vế. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, nhân và ngã đây là 2 trong 4 tướng của kinh Kim Cang. Nhờ ông thiếu úy cho chúng tôi đọc kinh Kim Cang lại nha. Một bài kệ có 4 tướng mà Đức Quỳnh Như Chủ rút 2 tướng, đọc y nguyên văn đó. Phật Tổ hỏi tu Bồ Đề như thế này nè: hà dĩ cố tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tích thi Bồ Tát. Xin tạm dịch rằng: duyên cớ sau này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu mà còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là không phải Bồ Tát. Ở trong kinh Kim Cang này nó giải thích cái đoạn này do ông Cành Hùng và Lý Văn Hội giải thích rõ lắm. Bữa nay có tìm cho bạn là Đại Đạo Tân Kỳ của độ đã rành rọt lắm, và quý vị đã rành lắm nghe không. Vậy thì giải thích cái đoạn này nè là gì? Phát tâm đại bồ đại là mà bồ đề mà tu đó, tức là tâm bồ đề đó, là phát tâm tu theo cái hạnh mà của Bồ Tát đó, mà còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng thọ giả, tướng chúng sanh là không phải Bồ Tát. Tướng nhân là gì? Là còn chấp có mình. Tướng ngã là còn chấp có người, còn chấp có chúng sanh, còn chấp có sống lâu. Như vậy là không phải Bồ Tát. Là sao? Là vì Bồ Tát là có tâm đại đồng, xem nhân loại vạn vật đây đều là con chung tất cả, bằng hữu tất cả, xem như nhau tất cả, sang bằng tất cả giai cấp, không còn trên dưới, không còn lớn nhỏ, không còn trước sau, không còn phong dục, không còn giàu nghèo. Đó là cái tâm Bồ Tát đó, thương tất cả vạn loại.
là xem thằng với nhau đó, gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Bây giờ trở lại, Đức Quỳnh Giáo Chủ rút hai trong bốn tướng là nhân, ngã, ngã nhân, đừng cách biệt. Bây giờ trở lại là hồi trước đó, người ta tu đó là không còn chấp cái tướng ngã, không còn nói nhân là người ở bên ngoài nữa. Ngã là gì? Ngã là ta, tôi nói ta có đi nói pháp, ta có đi thuyết trình, ta có đi nghi vấn, ta có đi làm đạo. Cái đó kẹt rồi đó, tôi nói hoài với các giảng viên Lê Minh Châu, Nguyễn Văn Tiễn, Nguyễn Văn Sáu, Tự Chí Thiện nè, và Trần Hồng Giáp đổ sao rồi sao đó, tôi nói hoài với nhân viên Mông Phổ Thông tỉnh trên dưới 70 gì vậy đó. Nhớ Phật Tổ khi xưa đó, ngài trụ thế đó gần 50 năm, ngài nói tới 84.000 pháp. Mà ai có hỏi ngài có nói pháp chi không, mà ngài lắc đầu, ngài khoát tay, nói không, ta không nói pháp chi cả. Như vậy Phật nói dối sao? Không đâu. Phật nói lên để đối trị cái tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta làm một kẻ mười, còn Phật làm tất cả mọi việc mà không kể với ai tất cả. Làm mà như không làm đó, quý vị ơi. Đó là cái phương pháp vô tướng, vô pháp, vô chúng sanh, vô thọ giả. Tức là vô ngã, vô nhân. Bây giờ xin trở lại. Nếu mà chúng ta còn ngã, tức là còn ta đó, còn chấp thấy có ta nữa đó, là chúng ta tu hoài không khi nào đắc đạo được đâu. Rồi còn phân biệt ở bên ngoài đó người, ông này bà con với tôi nè, ông kia không phải bà con nè, bên đây mấy ông này quen với tôi, mấy ông ăn sao, mấy chị ăn sao là không quen. Cái đó là còn phân biệt người rồi đó. Cho nên thầy mới dạy mình á, nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt. Bây giờ ta và người đừng cách biệt nữa. Trong cái hạng ngôn này đó, cái nghĩa lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ đây nó thâm diệu vô cùng. Mặc dù là tứ tướng kim kim cang Phật Tổ giải như vậy, cho môn nhân đệ tử đừng chấp ngã, đừng phân biệt nhân, đừng có chấp cho có chúng sanh, đừng ham có thọ giả. Nhưng mà ở đây ý của Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết rằng là trở lại nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, nghĩa là chúng ta đừng có phân tách nhau nữa. Đừng nói mình là đạo Phật giáo hòa hảo là phe. Tôi gặp bên Đại Tâm Kỳ nói rồi, ông mấy ông nói đạo khác, còn tôi đạo khác, là đâu có được, ngài không cho, phải không? Còn mình là Phật giáo hảo mà gặp người ta không tu á, thì gặp người ta là không có mối đạo nào nữa rồi, ông đó ngoại đạo, không phải ông khê mình. Như vậy rồi làm sao mà đi đúng cái tinh thần đạo Phật được quý vị? Xin gì thế mà? Thưa quý ơi, Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là nhân nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, ta và người đừng có phân biệt nữa. Là sao? Là vì dân tộc Việt Nam đó thưa quý à, là con cháu giống rồng tiên, con rồng cháu tiên giống hồng lạc. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết giống hồng lạc kim chi ngọc diệp. Nhưng mà nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn, thôi lỡ rồi, bữa nay gặp thiếu quý hỏi rồi, để buộc lòng chúng tôi phải nói luôn ra cái vấn đề mà Đức Quỳnh Giáo Chủ biểu chúng ta đừng có phân cấp với nhau. Là nhớ lại xưa kia non 19 triệu dân à, dân tộc Việt Nam chưa được 20 triệu mà dám chống với 456 triệu dân tộc. Thiếu quý à, đó là con rồng cháu tiên luôn, là không có phân biệt. Hãy gặp người Việt Nam là thương nhau á, ôm nhau mà hung thiệt, cho bây giờ hung giá họ cắn cổ. Hung gì đâu, gặp nhau bắn hết súng rồi lát họ buông súng rồi họ cắn cổ nhau à. Như vậy, nó đau khổ cho trời, cho Phật, cho tiền nhân ta biết mấy. Tổ tiên ta dòng dân dân lạc Long Nam, đoàn kết chặt chẽ thương yêu nhau. Hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ trở lại, chúng ta trở về cái tinh thần đó nữa. Tôi không được thú tiếng màu da, tôi đừng nói chi là dân tộc ta. Ta phải đoàn kết thương yêu nhau, xem nhau như con một cha vậy, để cho tổ tiên ta đó, tiền nhân ta được vui nơi chín suối. Ta có nhắm mắt đi rồi đó, ông cha ta cũng ngậm cười khi gặp ta. Chứ nếu chúng ta mà chia rẽ với nhau đó, ta nói là ta đây là ta nè, còn anh em ở ngoài là anh em, người ở ngoài là người dân, không có phải là anh em, như là sai rồi. Bây giờ xin trở lại đọc con đoạn văn lại, lặp lại của Đức Quỳnh Giáo Chủ cho nó rõ ra. Gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là ý thức của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta phải làm cái phận sự đó đó. Đừng có cách biệt nó, nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, đừng có xa lìa nhau, đừng chia rẽ nhau nữa. Thôi tới cái giới thứ gì để xin quý vị, cho tất cả quý vị, để chỉ sợ mất giờ quá không giống khai thác lệnh. Vì thì sắc không, không sắc chớ lìa xa. Tôi đã giới thiệu khi nãy Đức Quỳnh Giáo Chủ là cổ Phật nói có hai câu mà hết trơn 22 năm. Phật Tổ nói kinh Bát Nhã. Vì thì sắc không, không sắc này là do
hai đoạn kệ mà Phật tổ nói lên trong 22 năm: sắc tức thị không, không tức thị sắc, và sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đó là hai đoạn kệ mà 22 năm nói kinh Bát Nhã. Thưa quý vị, nó siêu hai đoạn kệ này đó, 33 đời tổ đó giải nghĩa chưa rốt ráo, chưa ngã ngũ. Rồi bây giờ tới Đức Quỳnh Giáo Chủ nói lên tất cả sự việc ở trên thế gian này, như là thầy rút ở trong kinh Kim Cang bây giờ: nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt, rồi sắc không, không sắc chứ lìa xa. Là thầy rút kinh Kim Cang 22 năm Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngày nói kinh Bát Nhã đó, gồm có kinh Kim Cang, mà thầy nói lên có hai câu này là hết trơn 22 năm của Phật Tổ nói kinh Bát Nhã rồi. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó là 22 năm, nhưng mà thầy nói lên có hai câu này là hết. Như vậy rõ thầy chúng ta là Phật xưa đúng không? Đọc đó lắm, nhưng mà không có giờ chúng tôi khai thác. Thôi bây giờ trả lại hai câu, chưa câu thứ nhất rồi, và câu thứ nhì làm hai vế: nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt. Nhân và ngã đây là hai trong tứ tướng của kinh Kim Cang. Nhờ ông thứ quý cho chúng tôi đọc kinh Kim Cang lại nha. Một bài kệ có bốn tướng mà Đức Quỳnh Giáo Chủ rút hai tướng, đọc y nhân văn đó. Phật tổ mà hỏi tu Bồ Đề như thế này nè: hà dĩ cố tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tích thi Bồ Tát. Xin tạm dịch rằng, duyên cớ sau này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu mà còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là không phải Bồ Tát. Ở trong kinh Kim Cang này nó giải thích cái đoạn này do ông Trần Hùng và Lý Văn Hội giải thích rõ lắm. Bữa nay có tôn giáo bạn là Đại Đạo Tân Kỳ phổ độ ra rành rọt lắm, và quý vị ra rành lắm nha. Nhưng mà giải thích cái đoạn này nè là gì? Phát tâm đại bồ, đại là mà ở Bồ Đề mà tu đó, tức là tâm Bồ Đề đó, là phát tâm tu theo cái hạnh mà của Bồ Tát đó, mà còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng thọ giả, tướng chúng sanh là không phải Bồ Tát. Tướng nhân là gì? Là còn chấp có mình. Tướng ngã là còn chấp có người, còn chấp có chúng sanh, còn chấp có sống lâu. Như vậy là không phải Bồ Tát. Là sao? Là vì Bồ Tát là có tâm đại đồng, xem nhân loại vạn vật đây đều là con chung tất cả, bằng hữu tất cả, xem như nhau tất cả, sang bằng tất cả giai cấp, không còn trên dưới, không còn lớn nhỏ, không còn trước sau, không còn công dục, không còn giàu nghèo. Đó là cái tâm Bồ Tát đó, thương tất cả vạn loại, là xem bằng với nhau đó. Gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Bây giờ trở lại, Đức Quỳnh Giáo Chủ rút hai trong bốn tướng là nhân, ngã, ngã nhân, đừng cách biệt. Bây giờ trở lại là hồi trước đó, người ta tu đó là không còn chấp có tướng ngã, không còn nói nhân và người ở bên ngoài nữa. Ngã là gì? Ngã là ta, cứ nói ta có đi nói pháp, ta có đi thuyết trình, ta có đi nghi vấn, ta có đi làm đạo. Cái đó kẹt rồi đó, tôi nói hoài với các giảng viên Lê Minh Châu, Nguyễn Văn Tiễn, Nguyễn Văn Sáu, Tổ Chí Thiện nè, và Trần Hồng Giáp đổ anh sao rồi anh sao đó, tôi nói hoài với nhân viên Bông Thông Tỉnh trên dưới 70 gì vậy đó. Không nhớ Phật Tổ khi xưa đó, ngài trụ thế đó gần 50 năm, ngài nói tới 84.000 pháp. Mà ai có hỏi ngài có nói pháp chi không, mà ngài lắc đầu, ngài khoát tay, nó không, ta không nói pháp chi cả. Người Phật nói dối sao? Không đâu. Phật nói lên để đối trị cái tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta làm một kẻ mười, còn Phật làm tất cả mọi việc mà không kể với ai tất cả. Làm mà như không làm đó, quý vị ơi. Đó là cái phương pháp vô tướng, vô pháp, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức là vô ngã, vô nhân. Bây giờ xin trở lại, nếu mà chúng ta còn ngã, tức là còn ta đó, còn chấp thấy có ta nữa đó, là chúng ta tu hoài không khi nào đắc đạo được đâu. Rồi còn phân biệt ở bên ngoài đó, người ông này bà con với tôi nè, ông kia không phải bà con nè, bên đây mấy ông này quen với tôi, mấy ông ăn sao, mấy chị ăn sao là không quen. Cái đó là còn phân biệt người rồi đó. Cho nên thầy mới dạy mình á, nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt. Bây giờ ta và người đừng cách biệt nữa. Trong cái hạ ngôn này đó, cái nghĩa lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ đây nó thâm diệu vô cùng. Mặc dầu là tứ tướng kinh Kim Cang Phật Tổ giải như vậy, cho môn nhân đệ tử đừng cách ngã, đừng phân biệt nhân, đừng có cách cho có chúng sanh, đừng ham có thọ giả. Nhưng mà ở đây
ý Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết rằng là trở lại nhân ngã nhân đừng cách biệt, nghĩa là chúng ta đừng có phân tách nhau nữa, đừng nói mình là đạo Phật giáo hòa hảo là phe. Tôi gặp bên đạo Tâm Kỳ nó rồi à, ông mấy ông ở đạo khác còn tôi đạo khác là đâu có được, ngài không cho, phải không? Còn mình là Phật giáo hòa hảo mà gặp người ta không tu á thì gặp người ta là không có mối đạo nào nữa rồi, ông đó ngoại đạo không phải ông khơi mình như vậy rồi làm sao mà đi đúng trung thành đạo Phật được quý vị. Cho nên gì thế mà chú quý ơi, Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là nhân ngã nhân đừng cách biệt, ta và người đừng có phân biệt nữa. Là sao? Là vì dân tộc Việt Nam đó thiếu quý à, là con cháu giống rồng tiên, con rồng cháu tiên giống hồng lạc. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nhưng mà nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn. Thôi hỏi rồi, bữa nay gặp thiếu quý hỏi rồi, nhưng một lòng chúng tôi phải nói luôn ra cái vấn đề mà Đức Quỳnh Giáo Chủ biểu chúng ta đừng có phân tách với nhau. Là nhớ lại xưa kia non 19 triệu dân à, dân tộc Việt Nam chưa được 20 triệu mà dám chống với 456 triệu dân tộc. Thưa quý à, đó là con rồng cháu tiên đó, là không có phân biệt. Hãy gặp người Việt Nam, Việt Nam là thương nhau à, ôm nhau mà hung thiệt. Cho bây giờ hung lát họ cắn cổ hung vừa gặp nhau bắn hết súng rồi lát họ buông súng rồi họ cắn cổ nhau à. Như vậy nó đau khổ cho trời, cho Phật, cho tiền nhân tao biết mấy. Tổ tiên ta dòng giống lạc long nam đoàn kết chặt chẽ thương yêu nhau. Hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ trở lại, chúng ta trở về cái tinh thần đó nữa. Không được cứ tiếng màu da thì đừng nói chi là dân tộc ta. Ta phải đoàn kết thương yêu nhau, xem nhau như con một cha vậy, để cho tổ tiên ta đó, tiền nhân ta được vui nơi chín suối. Ta có nhắm mắt đi rồi đó, ông cha ta cũng ngậm cười khi gặp ta. Thế nếu chúng ta mà chia rẽ với nhau đó, ta nói là ta đây là ta nè, còn anh em ở ngoài là anh em, người ở ngoài là người dân, không có phải là anh em, như là sai rồi. Bây giờ xin trở lại đọc một đoạn văn lại, lặp lại của Đức Quỳnh Giáo Chủ cho nó rõ ràng. Gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là ý thức của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta phải làm cái phận sự đó đó, đừng có cách biệt nữa. Nhân ngã nhân đừng cách biệt, đừng có xa lìa nhau, đừng chia rẽ nhau nữa. Thôi tới cái giới thứ nhì để thứ mấy rồi, cho tất cả quý vị. Đây chỉ sợ mất giờ quá không dám khao khát rộng. Vì thì sắc không không sắc chớ lìa xa. Tôi đã giới thiệu khi nãy, Đức Quỳnh Giáo Chủ là cổ Phật, nói có hai câu mà hết chương 22 năm. Phật tổ nói kinh Bát Nhã. Vì thì sắc không không sắc này là do hai đoạn kệ mà Phật tổ nói lên trong 22 năm. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, và sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đó là hai đoạn kệ mà 22 năm nói kinh Bát Nhã. Thưa quý vị, nó siêu hai đoạn kệ này đó, 33 đời tổ đó giải nghĩa chưa rốt ráo, chưa nhã ngữ. Rồi bây giờ tới Đức Quỳnh Giáo Chủ nói lên có hai câu này, mà câu thứ nhì là sắc không không sắc chớ lìa xa, như vậy là vô cùng rốt ráo. Bây giờ trở lại, vừa là chính vừa là đối theo thơ đường. Nhân ngã nhân đừng cách biệt, nhân ngã nhân sắc không không sắc đừng cách biệt chớ lìa xa. Quý vị thấy thôi, nó siêu cái chỗ là vừa chính vừa đối theo thơ đường, mà còn ý nghĩa thâm diệu vô cùng. Bây giờ trở lại cái sắc không không sắc đây, chớ lìa xa, sắc là gì? Thưa quý vị, sắc đó là cái xác thể của chúng ta. Nói cho nó rõ ra, sắc là tất cả cái gì chúng ta rời nắm được gọi là sắc rồi, chứ không phải cái sắc đẹp của nam nữ gọi là sắc. Mà cái danh từ sắc theo đạo Phật cho biết đây là cái gì giờ đụng được nó là sắc. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết và trong kinh Phật cũng cho biết, hễ cái sắc á có hình tướng nó có hoại diệt, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết á trên dương thế hữu hình tắc hoại, có hình tướng nó có hoại diệt à. Nhưng ở đây Đức Quỳnh Giáo Chủ còn dạy cho biết là đừng có lìa xa, biết nó hoại diệt mà không là gì. Bây giờ tới không đi, sắc tự nhiên thấy là sắc thể thôi, tôi nói gọn lại là sắc thể chúng ta là sắc. Còn không đó là hồn chúng ta là không rồi đó, tức là tâm, cái tâm chúng ta nó là không. Bởi vì cái tâm nó ở trong sắc của chúng ta, trong người chúng ta đây, chúng ta không thấy nó. Mà có lắm lúc anh em nói như thế này, bây giờ tại cái mặt này, tại cái lỗ mũi này, tại cái lỗ mũi nó cao, nó đẹp, người ta thương, phải không ông xã trưởng?
Người ta nói sao ông sao mà đắt quá à? Nó không, tại lỗ mũi tôi nó cao rồi nó đẹp người ta thương. Đừng có thừa lỗ mũi, không phải lỗ mũi. À, tại con mắt, à, con mắt người ta đây, con mắt gì? Chà, có nhiều khi nghe là ông giảng viên ông tiễn lên ông làm nghe là nó thâm diệu lắm. Về cái lý đó, cho con mắt của mình hồi xưa là con mắt Kumala đó, con chim Kumala đó nó đẹp lắm. Trên một khi một hôm mà một kiếp mà họ mà Đức Phật Thích Ca bao nhiêu tiền thân của ngài đó là thái tử đúng không, mà bị con mắt nó đẹp lại giống con mắt của chim Kumala đó, mà rồi cái bà gì cổng mà cũng mến ẩm rồi đó quý vị, cũng đừng đối thừa con mắt này. Bây giờ nói chung lại mà bây giờ dẫn ra dài quá nó mất ngày giờ. Nói chung lại là con người chúng ta tại có cái thân này cái rồi mấy em tu sĩ mới đối thừa mới rồi tại có cái thân này. Bây giờ đoạn âm đi đặng tu. Tôi nói này nè, đoạn âm là toi mà sao không đoạn tâm mà đoạn âm chứ. Tôi hỏi tại cái gì mà mình đi giết nó chứ, tại nó hay tại mình? Do là tôi hỏi tại cái tâm hay là tại nó à, mà đi đoạn âm là nghĩa gì? Không à, đừng có đối thừa vậy. Nếu không có con mắt này lấy gì coi kinh đọc sách, có thấy đường đâu đi. Rồi nếu không có lỗ mũi lấy gì thở, đổ thừa lỗ mũi cao, nghe không? Rồi đổ thừa lỗ tai lớn rồi lắc đi, nó trụi lũi lỗ mũi lỗ tai không có, như trai bí rồi coi gì được, nghe không? Bởi vì nghĩ coi đường đổ thừa vậy là chúng ta nên nhớ rằng là tại cái tâm chúng ta. Bởi thầy cho biết cái chữ tâm mà quỷ hay ma tôi nghe Phật cũng là tại nó, chứ đừng có nghe xa. Có nhiều anh em nói thôi bây giờ nghe Phật thuyết á, cái cuộc ở trên đời này nó giả tạm quá, thôi bỏ thân này đi, đi tự dẫn đi, đi tự thiêu đi. Thì đó là mình lìa xa rồi đó, không xác lìa với nhau rồi. Mà không lìa với xác đó, tâm mà lìa với xác rồi đó, thì cái xác này là xác chết. Cái xác chết rồi nằm một đống không có làm gì nên trọ cho nó. Còn cái tâm của mình á, mà không có xác rồi nó là hư không bơ vơ, có làm được gì gì với xã hội nhân loại đâu. Chỉ chết như kia vậy. Tôi nói thiệt cái gì không có chết, không có chết vô lý vậy. Đạo Phật không có cho chết vô lý. Cho nên thầy dạy chúng ta là sắc không không sắc chớ lìa xa. Đừng có lìa nó, nhờ nó nương tì theo nó đó. Bây giờ mới dẫn ra đây sự như vậy rồi mà lý đúng không? Ở bên ngoài đó, có gì nghĩ coi đó, nó nương với nhau. Nó nương với nhau như sắc với không vậy đó, như hồn với xác vậy đó, như vợ với chồng vậy đó. Nó có nhau đó. Bây giờ có vợ có chồng thì gia đình mới sung túc, có con rồi có gia đình rồi có bà con thân tộc. À, cái thuyết đó là một cái thuyết tiến hóa của Khổng Tử. Nhưng mà bên đạo Phật nói rằng là có vợ có chồng thì khổ, chứ thật sự là ở bên Khổng Tử cho biết là có vợ có chồng nó mới sung túc, bởi vì âm dương phối hợp nó sinh dạng loại. Vậy thì hả, lìa đi là không được à, âm không mà không có dương là nguy, mà dương không không có âm có không được. Chứ quý vị nhớ coi, Phật Thích Ca Mâu Ni mà không có bà Ma Gia Hoàng Hậu và vô tình thần dương làm sao có Phật Thích Ca chứ, phải không? Rồi nếu mà cái chủ thuyết cái đạo Phật mà hiểu lầm, ông Phật cũng nói rằng là để chúng ta đừng có vợ có chồng, thì cái điều đó là tại mình hiểu lầm mà. Chứ nếu không có đứa ông đứa bà, không có đứa quỳnh đứa chủ, chà, nói tới đó nó kẹt chứ mấy ông giảng viên mà mấy ông tu sĩ mà tu giải thoát lắm, nên hiểu cái lý giải thoát cho nó duyên dung. Vì thì giải thoát nó không phải là ở cái chỗ đó, mà nó ở chỗ tâm chúng ta có mắc hay không mắc à, nó kẹt hay không kẹt là vậy thôi. Ở trong danh lợi tình mà không nhiễm danh lợi tình, như vậy là hoàn toàn là giải thoát rồi đó. Bây giờ trở lại, sắc không không sắc chớ lìa xa, nó là cái sự và lý định cho nó rồi. Bây giờ trở lại cái cho cái dẫn dụ cho nó rõ đó. Cái người tu đó ông thiếu quý à, khi mới bằng đầu vô tu đó hay chấp sự lắm. Đó là sắc đó, là chấp gì? Thờ, là bằng thờ đó, thật đẹp, làm trang nghiêm lắm. Rồi cúng lại ngày hai thời đông gấp à. Nhưng mà rồi tu lâu lâu, ít năm, ít chục năm gì đó, rồi thấy chân lý rồi lâu thôi cái vấn đề mà cúng lại nữa. Tức là bỏ sự rồi, là bỏ sắc rồi, chứ không là giờ chấp không rồi. Vậy thì chấp cái không là chấp cái chân lý đó, không có còn sao cúng lại nữa. Giờ mấy ông ăn chay cũng không còn bằng lòng cho nó ăn đó. Đó thôi, đó là thực chay thôi à, miễn tâm chay cũng được. Đó là chúng ta bị kẹt cái chỗ chấp, trên thầy chúng ta mới phá chấp chúng ta ra. Sắc không không sắc chớ lìa xa. Nó đọc thêm nữa là thiếu quý. Diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra. Thôi ở đây mà dẫn hoài hết giờ rồi, chúng tôi chú giải thôi thiếu quý à.
Vậy thì hai câu này đó, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã rút gọn 22 năm Phật tổ nói kinh Bát Nhã, và hà tất chúng tôi nói một kết thúc rồi mà hết được. Chúng tôi đại để mà thôi. Vậy thì nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Chúng tôi chỉ trình bày đại để mà thôi. Mời thiếu quý và tất cả các bậc cao minh ở đây, chúng tôi thiếu có phần mình, tức là không có kết luận. Nếu không trao đổi thêm, xin hỏi ban tổ chức coi có phải hết giờ không còn. Hết rồi đó. À, ông Phổ Thông vô lý xã thì ông cười cười chắc hết rồi. Đúng rồi ạ. À, kính thưa ông Cố Vấn, y cứ theo chương trình thì đã hết giờ. Nhưng mà chúng tôi hồi chiều cũng có nói với quý cô bác, thì chờ đợi các cái đoàn xa, cho nên phần khai mạc của chúng tôi trải hết một giờ. Như vậy, lâu lâu chúng tôi có thiết tình một lần, và sự ủng hộ của cô bác rất là nồng nhiệt. Vì vậy cho nên ông nán lại trong một tiếng đồng hồ để bù lại giờ khai mạc của chúng tôi. Thành thật mang ơn quý vị. Thưa quý vị, ông Phổ Thông tôi nói gì quý vị đồng ý không à? Tại ông khai mạc trẻ, tôi biểu trẻ đâu mà bất thường tôi nhé. Tội nghiệp tôi quá. Cái đó là tại ban tổ chức khai mạc trẻ thì ban tổ chức chịu, chứ rồi bất thường tôi là nghĩ gì cái điều đó, tội nghiệp tôi à. Điều tôi chắc chắn là cô bác không đồng ý. Là vì là thầy Pháp An là bác thầy chùa chịu cái điều đó là tội nghiệp. Tại ban tổ chức làm lôi thôi khai mạc trẻ, chứ phải chi chiều ra có mưa hay là có trở ngại gì đó thì được. Còn cái này trời không mưa gió là tại quý ông chứ. Bây giờ cứ chương trình là chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Nhưng có điều chúng tôi xin cho ban tổ chức là cho chúng tôi nối tiếp lại cái phần nói đầu, tức là phải có nói sau. Mình lên diễn đàn mà có nói trước mà không có nói sau, tức là hữu thủy vô chung. Có trước mà không sau, vậy cho chúng tôi có trước có sau chừng chục ngày phút thôi, thấy không? Người cũng thế vào cái chỗ mà ông nói rằng là bắt thường chúng tôi trong một tiếng. Một tiếng thì quá, bị vì đạo có thể là đạo nhập thế. Vừa hộ pháp mà cũng vừa làm ăn, vừa tu mà cũng vừa giúp đời. Chỉ để cho mấy anh về nghỉ ngơi đâu mà sáng nay còn làm cái chuyện nhà giúp cái xã hội chứ. Cái quận An Phú năm nay ngập lúa chưa nè. Lúa ngoài đồng thì không có, mà rẫy thì bị sâu bọ. Giờ đậu thì cũng không được, vì lúa thần nông thì bị mò. Thì để cho anh em trở về lo việc nhà, đêm nay như vậy là quá lắm rồi. Cái tinh thần của quận An Phú như vậy là tôi thấy nó quá cao độ. Nhưng thôi Phổ Thông mà, để tôi ít lời với ban trị sự giáo hội Phật Tam Kỳ Phổ Độ đây. Vậy ban trị sự anh em có tới thăm dự với mình đây rồi, không có đá động gì tới trơn rồi, về cũng hơi buồn tẻ nữa. Vậy thì có cái vấn đề đi đường đó mà về đông bản nhau. Đáng lý thì tôi đề nghị ở bên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải nêu lên ở bên mà Tam Kỳ đó hỏi một vài câu để mình an ủi nhau. Đằng này chúng tôi biết thì trả lời, còn không biết thì thôi. Đạo Pháp nó không có gì hết trơn á, không có gì mà thẹn hết trơn. Cái không biết lại là cái biết, chứ không có chi đâu. Nhưng mà thôi, để khi khác tôi đề nghị bên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khi nào gặp chúng tôi đó, Nguyễn Nhân Tiễn cũng được, Lê Minh Châu cũng được, Nguyễn Sáu Tự Chí Thiện cũng được, tôi cũng được, Nguyễn Nhân Bửu cũng được, và Trần Hồng Giáp này kia cũng được, Nguyễn Nhân Hiền này kia cũng được, Trần Nhân Hiền chứ sao cũng được hết, lúc rồi cũng được, cứ việc hỏi. Nghĩa là trong ban Phổ Thông tỉnh chúng tôi đó rất hòa đồng với anh em các tôn giáo bạn và tất cả chúng sinh, tất cả ai muốn hỏi gì cứ hỏi. Biết là chúng tôi trao đổi, còn không biết thì thôi. Cho biết rất rõ ràng là chi bất tri di bất tri thị tri giả, có gì đâu quý bạn, không có gì hết trơn á. Biết thì nó biết, không biết thì nó không biết. Vậy thì bữa nay tôi nhìn thấy cái tinh thần liên tôn giữa giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Tam Kỳ Phổ Độ được có cái sự đoàn kết chặt chẽ như thế này. Không phải một đêm này, mà mỗi đêm chúng tôi đi trên toàn quốc á, nơi nào có chí trình nghĩa giống giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đều có Tam Kỳ Phổ Độ đến tham dự. Cái điều đó làm chúng tôi cảm kính vô cùng. Thưa quý vị, bữa nay biết nói gì đây để mà làm cho tôn giáo bạn chúng ta nó có cái sự do cảm. Bây giờ tôi xin thưa với quý vị, chúng ta vì cái vấn đề biên kiến mà chúng ta hiểu lầm nhau từ đó đến nay là trên dưới 30 năm rồi. Biên kiến nó giống như cái đèn mà chúng ta có nhiều cái kiếm màu đó, mà cái đèn để chính giữa chúng ta lấy kiếm màu úp lên, bên xanh, bên đỏ, bên trắng, bên vàng, chúng ta đứng bên nào chúng ta cứ binh vực bên đó. Ở bên đỏ thì mình nói cái đèn mình là đèn đỏ, đứng bên kiếm vàng thì cái cãi đó đèn mình là đèn vàng, phải không? Sao được? Cái điều đó là tại chúng ta biên kiến. Nếu đồng thời chúng ta dỡ cái kiếm màu này lên nhau, sao được? Thì chúng ta thấy rõ là cái đèn là chân lý mà thôi.
chân lý bất nhị, tức là chân lý nó không có hai, nó chỉ có một mà thôi, đưa con người tới giải thoát hoàn toàn. Các vị giáo chủ dân sắc Ngọc Đế Lâm Phàm để mà lập giáo đều là dạy con người trở về đường lành. Đó là bên Tam Kỳ à. Ở bên Tam Kỳ nói là đoạn văn đó à. Ở bên Đại Thừa Tuyên Giáo nói rõ như vậy. Thì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết thừa dân xác định của trời, cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyên dân, có gì đâu khác. Bởi vì nghĩ coi trời thì cũng muốn cho người ta tu mà Phật cũng muốn cho người ta tu. Thì tại mình không tu rồi tại mình thôi à. Còn hả tu thì chắc mình tu theo tôn giáo này tôn giáo khác. Ví dụ ở trong cái tỉnh Châu Đốc này có cái trường trung học, rồi dưới An Giang có trường trung học, học ở trong cái trường trung học có tỉnh Châu Đốc thôi. Mình nói không à, mấy ông giáo sư này là ông thầy của tôi à. Còn mấy ông giáo sư với An Giang không phải thầy tôi, mà còn mới mất nữa chứ. Nó mới ông muốn mình dạy gì? Thầy tôi cho mình dạy mới đúng đắn à. Đúng theo cái chương trình của do giáo dục. Còn mấy ông dưới lôi thôi lắm, dạy đêm mò không à. Đó mình kiếm chuyện là mới mất người ta. Giống như tôi cũng vậy đâu, xã trưởng à. Tôi mình theo tôn giáo mình, cái mình binh, cái mình nói tôn giáo khác, như vậy là sai. Hôm nay tôi thấy đổi rồi. Ba mươi mấy năm nay và Tam Kỳ mở đạo từ năm 1924 chứ tới bây giờ. Quý vị thấy chúng ta đã ý thức được với nhau rồi. Cho nên đứng ở đâu là Tam Kỳ và Hòa Hảo chung nhau. Bởi vì có một à, là sao? Là vì Ngọc Đế đó đã là ra lệnh cho các giáo chủ. Ngoài vậy ra có nhiều anh em không biết là tại sao mà Phật á thì dạy trời tu, mà tại sao là trời ra lệnh cho Phật dạy đạo, cái điều đó rõ lắm. Phật á thì dạy cho trời tu thiệt, nhưng mà muốn dạy chúng sanh đó thì là phải qua lệnh trời, bị trời đó là sanh sát chúng sanh của hạ giới này, cai quản chúng sanh trong hạ giới này. Nhưng thì bây giờ xin nói rõ ra là Phật Hòa Hảo và Tam Kỳ có một à. Thôi là nói là một đoạn văn đi thôi, một đoạn thôi, dài quá hết giờ rồi, không có giờ đâu mà chúc tụng cho nhau. Vậy thì ở trong cái bài Xuân Lý Ca đó, ở bên Tam Kỳ thì là một tội sanh ba nhấn lên nhau, phải không em? Phải không? Đó là ở bên Tam Kỳ à. Còn ở bên Phật Giáo Hòa Hảo, bên Xuân Lý Ca là Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết có Phật chỉ dạy quy tam lập hội, thì dựng cho rồi một tội thành ba. Có phải là một tội sanh ba nhấn lên nhau, một tội thành ba, phải không? Đức Quỳnh Giáo Chủ nói thì một tội thành ba, còn bởi nó một tội sanh ba nhấn lên nhau. Vì có gì đâu một tội thành ba này là tam giáo đó. Phật giáo nè, Tiên giáo nè, Thánh giáo nè, thì cũng là có một gốc mà ra, cũng như là dân lệnh trời xuống đây dạy, dạy con người trở về đường lành. Đạo nào cũng khiến con người về đường lành đó, phải không? Vậy là có một gốc thôi mà có ba tôn giáo, là Phật giáo, Thánh giáo, Tiên giáo. Hôm nay, trong cái buổi gặp gỡ này, tiềm lực con người Việt Nam phải suy giảm, tại chúng ta không ý thức được, phải rất đoàn kết với nhau, thương yêu nhau, đùm bọc chở che nhau. Mặc dù thấy là tôn giáo này tôn giáo khác, thì tôi hỏi thử mấy ông, chúng ta có phải là dân tộc Việt Nam hay không? Mà chúng ta là dân tộc Việt Nam thì chúng ta phải có cái đại gia đình Việt Nam. Mà cái đại gia đình Việt Nam nếu cái nhà này nó dột đi đó, ai lột cho ta? Tôi xin hỏi mấy vị chức sắc ở bên Tam Kỳ, có phải ai lột cho ta? Có phải mình lột không? Mình lột phải không? Nhà mình lột chứ ai mà lại lột giùm chứ mình. Cố vấn Hội đồng Trị sự Trung ương, để bắt cái nhịp cầu giao cảm đầu tiên trong buổi nghi vấn giáo lý Phật giáo họ hôm nay, có một tu sĩ hỏi ông hai câu như sau: làm sao khỏi chốn mê tân, đào nguyên, vạn lượng, thọ phân, kính sùng? Thưa ông, mê tân là gì? Người Phật tử muốn thoát mê tân phải qua một sự kiện nào để được thành công? Và đào nguyên là gì? Vạn lượng ra sao mà chúng ta lại thọ phân kính sùng? Thưa quý vị đọc đó đó, bữa nay trở lại cái xã Thới Thuận của quận Thốt Nốt này đó, thăm dò độc đáo. Sao ạ? Nêu lên rồi đưa ra từ ngữ hỏi chúng tôi à, cái gì gọi là đào nguyên, cái gì gọi là tỏ phân kính sùng? Vậy thì hai câu này ở đâu là thầy xuất xứ đi? Rồi luôn luôn là lúc nào chúng ta cũng nên nhớ rằng là lời vàng ngọc của tổ thầy đó, câu nào cũng là vàng ngọc tất cả à, khuôn vàng thước ngọc mà. Vậy thì hai câu này đó ở đâu quý vị? Có phải trong bài Viếng Làng Mỹ Hội Đông không cô bác anh chị em? Mà bài này thầy viết năm tháng ngày ngày nào, tôi nói luôn là thầy viết tại mà Mỹ Hội Đông đó, vào ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn, tức là năm 1940, phải không hội trưởng quận? Phải không mà ông phố dân quận và ông phố thông quận? Bữa nay có ban sự tỉnh ở đây, có ông trưởng ban liên lạc, ông trưởng ban tổ chức, rồi đâu ở ngoài kia, phải không quý vị? Ban sự tỉnh
và toàn thể cô bác anh chị em hả, sai quý vị đưa tay lên chỉnh dùm cho chúng biết là trật nha, còn hả đúng mà làm thinh vậy là cho chúng tôi tiến tới. Và hai câu này trong bài Viếng Làng Mỹ Hội Đồng. Bây giờ chỉ có hai câu à. Làm sao khỏi chốn mê tăng, chắc có lẽ là bỏ dấu hỏi hay sao, nhưng mà thầy viết rồi ở đây, tại chúng ta in rồi chúng ta quên hay sao cho nên không có dấu hỏi hay sao. Thầy hỏi mình á, thầy bảo mình có tính làm sao cho ra khỏi bến mê tăng nè, rồi hỏi chúng tôi cái mê tăng là gì. Thôi bây giờ cho chúng tôi trình bày cái danh từ mê tăng đi, nó là thuộc về từ ngữ rồi, đây là thuộc về Hán học. Thưa lượng quý vị cũng biết rõ, mình với người Tàu bây giờ Tàu đồng quá mình không được, chứ rồi trở lại là Việt Nam là Việt quá đâu nha, Việt quá vì dân dân chương của quốc gia bên Trung Hoa đó. Xin bây giờ lập đó là cái tiếng Việt Nam chúng ta là thường có tiếng Hán. Vì thì mê tăng là mê đó, là mê đó, ham mê đó, tức là mê muội đó, sai mê theo. Cái tăng là gì? Cái tăng là cai. Thưa quý vị, hết sức rõ rồi, chứ không phải tăng mới nha quý vị. Giờ tăng là cai à, cai đắng đó, khổ lao đó, tăng là khổ nữa. Vì thì ở đây nói cho nó dở lẽ ra ra, thầy dạy mình á, thầy biểu mình phải tính làm sao cho ra khỏi cái bến khổ này nè. Đây là cái chỗ mê khổ. Là vì trong kinh cho biết đó, cái bến giác mới là chỗ yên vui, còn bò mê là cái chỗ khổ lao. Chúng sanh trong cõi ta bà lặn hụt theo danh lợi tình, hoặc là sắc thân hương vị xúc pháp, cho nên cứ luân chuyển mãi mãi ở trong cái cõi mà ta bà này. Đó gọi là chúng ta chìm đắm trong bể mê sông khổ. Cho nên chi thầy mới rút gọn, thầy cho chúng ta biết làm sao khỏi bến mê tăng, nghĩa là chúng ta phải ráng lo làm sao, tính làm sao mà ra khỏi bến mê, chứ đừng để nó còn mê hoài. Mà hỏi ai mê chứ, bây giờ thầy nói vợ lẽ đây. Đây là nhịp cầu thông cảm đầu tiên cho chúng tôi trình bày với quý vị. Thầy không riêng dạy chúng ta đâu, mà thầy dạy chung cả năm châu đâu quý vị à. Bữa nay có mà chủ tịch hội đồng tỉnh ở đây, có ban sự tỉnh, ban sự quận và tất cả các xã, các quận đến đây tham dự đông lắm. Bây giờ vỡ lẽ đi, đây đọc một đoạn khác, đức thầy cho chúng ta biết là chẳng những Việt Nam chúng ta mê, mà rồi tất cả chư quốc chư hầu đều mê hết à. Như thì bây giờ đọc lại cái bài hòa cổ mới thấy rõ. Cúi đầu lại Phật nguyện hoài mấy câu à, dứt trần mang bộ sầm nâu, rồi thầy mong ngài chư quốc chư hầu tĩnh tâm, đừng gây chinh chiến ù ầm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên, phải không quý vị? Vừa thầy lại có mấy câu, tức là năm câu nguyện. Thầy nguyện rồi thầy dạy mình nguyện, ráng nguyện sao nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng, liên hoa hải hội thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Đó là gọn gọn vậy thôi à. Vừa thầy nguyện có mấy câu đó đó, và thầy dạy mình cũng nguyện chung á. Cho nên bữa nay có cái bàn hương án để mà cầu nguyện quốc thế dân an đó, mà chẳng những là cầu cho nước Việt Nam, mà cầu cái thế giới được bình an hết trơn á. Vì thành sao thầy cho biết đó, mong ngài chư quốc chư hầu tĩnh tâm. Chư quốc là gì? Chư quốc là nhiều nước lớn. Chư hầu là gì? Là nhiều nước nhỏ. Văn chương này cho chúng ta biết rõ rằng là trên thế giới này nước lớn nước nhỏ gì cũng chạy theo danh lợi trơn á, mê theo danh lợi rồi giết với nhau. Cho nên thầy mới là mong sao cho chư quốc chư hầu tĩnh tâm. Cái tĩnh là xét biết. Vì chẳng những chúng ta mê mà rồi tất cả thế giới đều mê. Mê thân gì là nó cho rồi dở lẽ ra đi, mình nói có thấu băng mà. Nói chịu trách nhiệm, tôi là Lê Văn Phú tự tho nè, cố vấn mà đồng trị sự trung ương, nói chịu trách nhiệm có thấu băng đó. Vì được thế giới đều mê hết trơn làm sao hả? Bây giờ nói cho rõ ra đi, cho nó dở lẽ, cho nó rõ ràng. Thầy cho biết nè, khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái đậm tình rơi nước mắt. Phải không? Phải mình mê theo danh lợi rồi giết với nhau đó, đến đổi ông Phật mà ông còn khóc đâu nha, rơi nước mắt đó. Thấy cảnh cha xa con, chồng xa vợ, anh lìa em, mà Phật không nỡ ngồi nhìn, không nỡ ngồi ở bên Tây Phương kia, mới lâm phàm mà dạy dỗ chúng ta đó. Thầy cho biết rất rõ là cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Thầy không nại hà lao khổ, xuống đây dạy ta, mong chúng ta tỉnh à. Thôi giờ tới đi. Vậy thì làm sao khỏi chốn mê tăng? Thầy mới dặn mình là người tín đồ của thầy đó, phải tính làm sao ra cho khỏi bến mê đây nè. Đừng còn ở trong cái bến mê sông khổ này, chịu những chướng nghiệp nhiều đời luân hồi chìm đắm mãi, nó khổ lao lắm.
chẳng những mình khổ lao mà cửa quyền thất tổ của mình cũng đồng khổ lao với mình nữa. Thôi giờ tới đi, tới Đào Nguyên Vạn Lượng Tỏ Phân Kiếm Trùng. Thưa lực quý vị, bây giờ tới danh từ Đào Nguyên rồi, rồi hỏi chúng tôi tại sao tỏ phân kiếm sùng. Thầy biểu mình kiếm sùng đây. Đào Nguyên là gì quý vị? Nơi nào có điểm có tích thì quý vị quan hỷ cho chúng tôi nhắc ra nha. Vì thầy chúng ta đây là ông Phật xưa trở lại, không học mà biết hết à. Sinh như chi chi đó, sanh ra cái là biết hết chuyện ở trên thế gian này. Cho nên thầy trực tiếp giới thiệu với mình rằng: thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãng cho bầu trời. Thì thầy biết hết trơn à, lẽ trời thầy biết hết à, đừng nói chi là điểm tích. Vậy thì hai cái từ ngữ này đó, Đào Nguyên đây nữa có điểm tích bây giờ. Đào là gì? Đào là nguồn đào à, đào là cây đào chứ nguyên là nguồn đó, nguyên là nguồn gốc. Vậy là nói chung lại gọi là nguồn đào. Nguồn đào này đó, thể theo cái tài liệu lịch sử của người Tàu đó, ở cái đời Hậu Hán người ta có chép một đoạn như thế này. Về sách Hậu Hán thơ đó, có người Tàu có chép đó, vì có ông chài đó đó, ông đi chài, người ở tỉnh Thiểm Tây, họ đi chài vậy rồi ông chài này ông thấy ở trên nước, trên nguồn núi chảy xuống một cái nguồn rất là mạnh, nhưng mà họ thấy có trái đào nó trôi theo cái nguồn núi đó. Ông chài này mới lượm trái đào này ông ăn vô sao thấy nó trong người ông khỏe quá, sảng khoái quá, rồi ông thấy có trôi nữa ông lượm vớt để lên xuồng á. Ông tính rằng là ở trên đó chắc có người ta ở. Ông nó đi ngược dòng suối này ra, ông cứ lần ông tránh cái chuồng, ông lên cái chuồng chài ông đó, lên tới tại nguồn bây giờ, tức là tại gốc là lên đó gặp có người ta ở, nhà cửa rất đông đúc mà ăn mặc sao giống cái người ở bên mà Tàu lúc đời nhà Tần quá. Ở bên Tàu đó, trong cái đời Thất Hùng có nước Tần đó, trong bãi nước là có nước Tần mạnh thống nhất sang Hà, tức là gồm thâu lục quốc rồi đó. Sau ra đó người ta mặc đồ theo nhà Tần đó thì người ta biết rõ là cái ông Tần Thủy Hoàng nó gồm thâu lục quốc đó. Cho nên mới dòm coi thì thấy anh mặc theo dáng điệu nhà Tần. Con trai thì mới hỏi, nói mấy ông lên đây ở lâu mau rồi mà mấy ông ở đâu lại đây ở, hay là mấy ông sanh sản ở đây? Thì mấy ông này nói tôi là người lánh nạn của Tần Thủy Hoàng, tàn bạo ngược ngang quá, hoàng thơ khanh nho đốt sách chung học trò, giết hại người hiền, anh em tôi mới rủ nhau lên núi này ở, trồng cái thứ đào này không à. Anh em tôi chuyên ăn đào này cho khỏi phải làm lụng gì cả hết á, trồng đào ra rồi ăn đào hoài sung sướng. Thôi ông ở luôn với tôi đây đi, ở đi với tôi đi. Ông chài nó không có được, mấy ông ơi, tôi nhớ vợ nhớ con tôi lắm mà biểu ở đi sao được ở. Thì mấy ông làm ơn cho tôi ít cái nữa, tôi đem về cho vợ con bà con tôi ăn, thì tôi thấy đào này sao ngon quá. Mấy ông này thấy gì tội nghiệp đi bẻ đào lại cho ông trở về rất khá, tức là rất nhiều. Ông trở về rồi ông đem về ông cho chòm xóm ăn, ai có bệnh gì ăn vô sao cũng hết hết. Rồi chòm xóm mới đề nghị với ông, bây giờ hết đạo rồi, bây giờ ông phải trở lại cái chỗ đó ông kiếm thêm, cái này nó quý lắm. Nhưng mà ông trở lại kiếm không được, sao ông trở lại kiếm trọn đời kiếm không được. Vậy thì bây giờ xin đóng ngoặc cái mẫu chuyện này, rồi trở lại đó, Đào Nguyên đây tức là nguồn đào, là cái chỗ trồng đào là tiên ở đó bây giờ. Đào Nguyên đây tức là nói tới cảnh tiên rồi đó. Cho nên thầy cho biết Đào Nguyên Vạn Lượng, Đào Nguyên là cảnh tiên nó quý như Vạn Lượng, tức là vàng muôn lượng không bằng đó. Thầy mới nói ra cho mình biết là tỏ phân kính sùng. Thầy tỏ phân cho mình biết, biết đây phải ráng kính sùng, tức là ráng làm theo, làm gì ạ? Đặng thành tiên. Bây giờ nếu tu theo thầy được rồi đấy không? Diệt 10 điều ác đi, rồi trả tứ ân đó, một lợn tổ tiên cha mẹ, hai lợn đất nước, ba lợn tam bảo, bốn lợn đồng bào nhân loại, hành nương bắt chánh đạo, cái ngày thầy trở về lập đời đấy không? Thầy cho biết ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, mình thành tiên hết trơn rồi mấy bà ơi. Ráng rồi mấy bà, mấy cô và anh em bên đây cũng vậy nha, ráng mấy cháu à, con cháu Phật giáo hòa hảo, ráng mà tu nữa thành tiên hết trơn á. Đào Nguyên Vạn Lượng, Đào Nguyên là cảnh tiên nó quý như vàng muôn lượng vậy đó. Thầy tỏ phân ra đây rồi, mình ráng mà kính sùng, mình tích rồi ráng làm y theo thành tiên hết trơn, chứ đừng chạy theo dục lạc bây giờ nha. Thôi xin tạm dừng ở đây, chúng tôi thiếu cái phần bình được chú giải thôi à. Bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên chúng tôi xin trình bày đại để, mời các bậc cao minh ở đây không trao đổi thêm, xin qua câu khác đi. Kính thưa ông cố vấn hội đồng trị sự trung ương, để tiếp tục là đề tài thứ hai, có một đồng đạo xin hỏi ông: Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Bạch Trinh là ai mà giữ lấy nghĩa nhân, còn muốn về cõi Phật lập thân cõi trần? Vậy người Phật tử chúng ta muốn về nơi cõi ấy phải làm như thế nào mới được? Nhờ ông dạy rõ thành thật, cảm ơn.
Thưa quý vị, thật là chúng tôi cảm kính quá. Trở về cái quận Thánh Địa, cái xã Thánh Địa, tức là cái xã Thế Thuận này là xã Thánh Địa rồi, quận Chốt Nốt cũng quận Thánh Địa rồi, tỉnh An Giang cũng tỉnh Thánh Địa rồi, mà chúng tôi được đặt ra nhiều cái pháp môn mà Đức Thầy dạy đây. Thầy chúng ta là Phật xưa trở lại gom gọn 84,000 pháp của Phật Tổ, chứ không phải ít đâu bây giờ, 84,000 pháp. Cái giáo lý của Thầy đây này, nhưng bữa nay đưa ra nhiều pháp môn quá, thì bây giờ chúng tôi rất mừng. Trở lại mà cái đoạn văn mà hỏi chúng tôi đây là nó thuộc về pháp môn tu rồi. Nhưng mà tôi xin ông xuống ngôn đó, đọc cho nó chính, cho nó rõ, chứ đừng để mà chúng ta mù mờ mà nó sai đi một chữ là nguy lắm. Vì kinh cho biết đó, y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang mà ly kinh nhất tự là tức đồng ma thuyết. Vì thế y trong kinh mà giải ra đó là du quang cho Phật ba đời. Còn rời đi chặt đi một chữ trong kinh là ma nói chứ không phải Phật nói. Vì thế mời ông đến đọc lại cho kỹ coi có sai chữ nào hay không. Kính thưa ông cố vấn, câu hỏi này đồng đầu đã ghi rõ là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về lập Phật, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, như thế là... Dạ cảm ơn Lâm, vậy là đúng rồi, không có trạch chữ nào phải không quý vị, phải không? Đúng rồi, không có trạch chữ nào trên đó. Mà đâu hai câu này ở đâu à? Có phải là trong bài thu đã cuối của Đức Thầy không quý vị? Mà phần sau Phật lấy hành văn ra thì có phần mở đầu, phần diễn đề, phần kết luận. Nhưng mà bài hay là sách cũng vậy, luôn luôn là có ba phần đó. Vậy đây có phần sau của cái bài thu đã cuối. Mà thầy viết hồi nào cho chúng tôi xuất xứ luôn đi. Có phải là thầy viết vào ngày 30 tháng 9 năm 1940 tại nhà thương Chợ Quán không quý vị? Thì viết có hai câu à. Đáng lý cho chúng tôi đọc ngược là một đoạn nữa, nhưng mà vậy nó mất ngày giờ quá. Thôi giờ hai câu, trao đổi hai câu đi, vì đêm đã khuya rồi, làm lầm thầm lượt phượt quá không có giờ trao đổi giáo lý của Đức Thầy. Vì mà định nghĩa qua hai câu này và trao đổi qua ý đó, chúng tôi chỉ làm phần sự chú giải chia ra làm hai vế. Vế thứ nhất đó, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân là hỏi chúng tôi là ai bạch trinh. Thưa lẽ quý vị, bây giờ cho chúng tôi trao đổi qua danh từ bạch và trinh. Chứ bạch là gì? Chứ bạch là trắng bây giờ. Chứ trinh là gì? Chứ trinh là thường thường tôi nói người đàn bà con gái phải thủ tiếp, phải có trinh tiếp là người đàn bà con gái. Nhưng mà xin thưa, đó là chúng ta đặt từ ngữ vào một phạm vi, còn hãy nói chung đó là cái chữ trinh là áp dụng chung à. Mà chữ trinh này đó là bốn đức của trời. Để cho chúng tôi nhắc là bốn đức của trời trong kinh dịch ta do Khổng Tử nói ra, nguyên hành lợi trinh. Còn cái bộ kinh dịch chúng ta đọc cho đến cuối á là thấy có bốn đức này. Mà trời có bốn đức là nguyên hành lợi trinh, nguyên văn như thế này nè. Nguyên giả đó là thiện chi trưởng giả, hành giả đó gia chi hội giả, lợi giả nghĩa chi hòa giả, rồi trinh giả đó sự chi cán giả. Tôi định nghĩa cái chữ trinh không đi, sau ba chữ kia nữa có nó hết giờ không? Trở lại đó, trinh giả sự chi cán giả, nghĩa chữ trinh này á là mọi sự mọi việc đều ở trong chữ trinh này. Trai gái nam nữ trẻ già cũng nên nhớ chữ trinh. Chữ trinh đó nó quý báu tốt đẹp lắm, tất cả các sự các việc đều do trinh mà ra. Cho nên chi trong bài Thập Thủ Liên Hoàn khi nãy ông giảng viên Nguyên Tuyển đọc cái bài sau đó là đúng đó. Kim trinh mà chịu lúc màng tay, dẫu có gian nan dạ chớ này, thầy khuyên tất cả cho đâu có khuyên binh nữ không. Thôi bây giờ trở lại, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, cái câu này đã hai tiếng đồng hồ trao đổi cũng chưa hết bây giờ. Bây giờ cho chúng tôi tóm gọn nha. Bạch đó là trắng đó, trinh là cái sự việc ở nơi người chúng ta là phải giữ cái bổn phận làm người, đừng cho sai sự việc, đó là phải biết trung can nghĩa khí, và sau thầy cho biết rõ là nghĩa nhân đó. Thôi giờ bạch và trinh ghép chung lại đó, trắng đây là chỉ cái tấm lòng trong trắng của chúng ta, trinh là kiên trinh, giữ vững đường lối lập trường, không ai mua chuộc chúng ta được, lòng trong trắng không để tiền bạc danh lợi mua chuộc chúng ta. Chứ trong sách cho biết là hoàng kim hắc thế tâm, phải không chủ tịch hội đồng tỉnh? Cho biết là hoàng kim hắc thế tâm, chứ hoàng là vàng, kim là bạc, vàng bạc hay làm đen lòng con người lắm. Như thầy dạy chúng ta là phải bạch, bạch là trắng á, tấm lòng phải trong trắng, đừng để cho bạc vàng, đừng để cho danh lợi cám dỗ chúng ta. Cho nên thầy mới dặn là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân. Bây giờ tới nghĩa nhân rồi, tôi nói rằng hai tiếng đồng hồ là không kém đâu, bây giờ không hơn không kém là hai tiếng đồng hồ trao đổi chưa hết câu này. Bây giờ tới nghĩa và nhân á, là trong ngũ thường của Khổng Phu Tử ngày ra đời tại nước Lỗ ở bên mà Trung Hoa đó, quý vị cũng nhớ rõ là trước Gia Sư 551 năm ngày ra đời đó, ngày trùng tuyên lại cái giáo lý của Tam Vương
là ông Văn Dương nè, rồi ông Châu Công nè, ông Khổng Tử nè. Ở ông Khổng Tử ra đời ra ông làm cái phận sự là Tam Dương, là Võ Dương, Thành Thanh Dương, Châu Văn Dương. Ngài hiển bày cái chân lý của Tam Dương để cho mọi người ở bên Tàu đó biết được nào là cha con anh em chồng vợ, tức là Tam Can. Tam Can Vương Thành, Phụ Tử, Phu Thê. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhưng mà ở đây thầy biểu mình là bạch trình giữ lấy nghĩa nhân à. Đọc đáo đó, tuy là Tam Can ngũ thường, nhưng mà Khổng Tử mới gọi rằng là tất cả môn đồ của Ngài đó, Tam Thiên đồ đệ của Ngài có bảy mai ông hiền là thất thập nhị hiền. Ngài than lên rằng là không có ai giữ được nhân, không có ai hết trơn, đặc biệt có mình ông Nhân Hồi mà thôi à. Nếu giữ được lòng nhân rồi đó, mới đi sâu vào con đường trung dung của ông. Khổng Tử là có trung dung, Phật Tổ thì có trung đạo. Ở đây nói cho gọn cho tôi nói với quý vị là hai tiếng đồng hồ câu này đó cũng chưa làm vỡ lẽ được, nhưng mà ở đây cố gắng để mà cô động làm sao cho gọn hơn, để rồi qua câu khác mà trao đổi cho nội câu này hoài là hết giờ. Vì chuyện nhân này đó, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, nghĩa là trọn đời con mạnh xa đó, sau Khổng Tử 100 năm đó giữ nghĩa. Còn nhân là trọn đời của Khổng Tử đó, tới 72 tuổi ngài tịch tay, ngài cũng nói lên rằng là chỉ có chữ nhân đứng đầu mà thôi. Bây giờ cho chúng tôi lặp lại trong luận ngữ của Khổng Tử, ngài than lên như thế này nè: bất đắc trung hàng như giữ chi, ngài nói không có ai mà cho ta thấy mà ta cho cái đạo trung dung của chúng ta, chỉ giữ là cho đó. À thưa liệu cái gì chà, mà hồi chi nhân giả chứ. Bây giờ mình trở lại cái hồi chi nhân giả cho nó mau. Tử viết hồi chi như nhân giả, Khổng Tử nói rằng chỉ có trò hồi đó mới là có lòng nhân mà thôi. Trạch hồ trung dung có nghĩa là biết chọn lựa cái đạo trung dung của ngài mà làm theo. Là gì? Đắc nhất thiện tức quyền, quyền thực ứng nhi bất thách dĩ hỷ. Xin tạm dịch rằng là chỉ có trò hồi đó mới thiệt là người có lòng nhân, và biết chọn lựa cái đạo trung dung của ta mà làm theo. Được một điều lành nào đó là ôm mắt cái điều lành đó hoài, không để cho nó mất, là chỉ có trò hồi đó mới thiệt là người có lòng nhân mà thôi. Thưa liệu quý vị, ngài có Tam Thiên đồ đệ, có thất thập nhị hiền, ngài dạy chung dân tộc Trung Hoa thời đó là 456 triệu người. Nhưng mà ngài khen có mình ông Nhan Hồi có cái giữ được cái đạo trung dung, có lòng nhân. Bây giờ nói sao hết được cái gì? Tóm gọn nha, thầy dạy chúng ta ra bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân. Nghĩa là gì? Chứ nghĩa là lẽ phải mà trọn đời cái mạnh xa. Sau Khổng Tử 100 năm tại Ấp Châu, tại nước Lỗ ra đời đó, là cũng đã giữ nghĩa hoàn toàn. Nghĩa là gì? Chứ nghĩa là lẽ phải cái gì à? Định nghĩa cho nó rõ rệt, nghĩa là lẽ phải. Trong ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tính, mà hai ông thánh này đó, một ông thì giữ nhân, một ông thì giữ nghĩa. Cho nên thầy dạy chúng ta đó phải làm sao ăn ở cho có nghĩa với nhau. Phải không hội trưởng quận, ông chủ tịch hội đồng tỉnh và tất cả quý vị có mặt ở đây, mình ra đường đừng để cho người ta nói rằng cái thằng đó bất nghĩa quá, rồi thôi mình là hết trong có mặt ở trong xã hội rồi. Là vì sách xưa có cho biết muốn lập thân danh cùng xã hội đó, phải trao dồi tính nghĩa làm đầu. Mà chúng ta mất nghĩa đi rồi là không khi nào chúng ta còn mặt mũi nào mà ngó đồng bào nhân loại được. Đừng nói chi định mà ngó vào đạo nhà chúng ta mà gặp thầy chúng ta cho được. Nhưng thì phải giữ lẽ phải, giữ nghĩa lẽ phải đó, đừng để cho mất lẽ phải. Còn nhân đó là tuyệt đối cái lòng nhân là thương người mến vật. Mà Mạnh Kha thường nói lên rằng dân kỳ sinh bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Có nghĩa là nghe tiếng con vật kêu la không nỡ ăn thịt nó là lòng nhân của ngài đó, và nỡ thấy cái sống chứ không đành thấy cái chết, đó là lòng nhân của ngài đó. Cho nên thầy dạy chúng ta là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, tấm lòng chân là thanh bạch trong sạch sáng tỏ và kiên trinh để mà giữ cho được nhân và nghĩa. Thầy nói không hết nội đâu, bây giờ thôi giờ tới nữa đi ha, thôi mình ở đây rồi tới qua câu kia, chứ ở bên đây mà nổi cái nghĩa nhân bạch trinh này hoài là hết giờ rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó nha, lời Châu Ngọc có tổ thầy đó, đó là chúng ta bàn cả đời cũng không hết, cho đừng nói một hai tiếng đồng hồ. Thôi giờ tới nữa đi, muốn làm hay là quyết về cõi Phật ta lập thân cõi trần, muốn về cõi Phật ta lập thân cõi trần là quý vị. Mà giờ hỏi chúng tôi coi lập thân làm cách nào đó phải không, ông xuống không, có phải hỏi lập thân cách nào đó phải không? Giờ bây giờ trao đổi cho nó rõ lẽ đó, chúng ta muốn về được cõi Phật đó mà xa lìa cái cõi ta bà đau khổ quyết tuyệt này đó, chúng ta phải lập thân ở cõi trần này. Và thầy có diễn đạt cho chúng ta biết rất rõ nè: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xếp cho tột chỗ,
tịnh độ ngàn vui, cảnh thanh minh tên báo nặc mùi. Nào ai rõ cái vui thiệt đó, thầy diễn rồi. Nhưng mà thầy biết chúng ta muốn về cõi Phật đó, phải lập thân cõi trần này nè. Mà bây giờ phải lập thân sao mà về bên cảnh vui kia, rồi đi cái cõi khổ lao này. Bây giờ trao đổi một phần cho cô bác anh chị em ở đây xem coi, để mà hòa chung cho cứ biết cái toàn thể cô bác anh chị em, để chúng ta tiến tu. Đang mà về cõi Phật đó, lập thân đây đó, có nhiều anh em nói thế này nè. Bây giờ mình phải làm giàu, mình phải có nhà cao cửa rộng. Tao thường nói rằng là sống thì được cái nhà, mà thác thì được cái mồ. Bây giờ phải đúc chim tỉnh, đang nửa chết thì mình đem chôn với nó là được cái mồ. Rồi sống mình cất cái nhà cho cao lên, xin thưa không phải vậy, lập thân không phải vậy. Ủa sao hả? Lập thân thì sao chứ? Bây giờ xin trao đổi đại để cho quý vị đó nha. Chứ là sống được cái nhà đó, không đợi cái nhà mà cao cửa rộng đâu, cái nhà đó nhà lá đi nữa nha. Trời tranh cãi lá đó, mới là ăn muối ăn mắm nha. Mà cái người được đoàn hoàng chương chính rồi đó, có lợi ích cho đồng bào nhân loại đó, ta đi về tới nhà ta, ta nhắc kèn ơi, cái nhà đó đó, vô trong nhà coi vợ chồng của người ta thuận thảo quá. Từ chồng cái tới vợ tới con tới cháu trong nhà đó hoàn toàn là hiền đức, nói ra thì lễ độ khôn phép, rồi có tu hành đạo đức như vậy đó là được cái nhà rồi đó quý vị. Và nói rõ hơn đó, thì nhớ coi đó, ông Nguyễn An Ninh và Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu rồi mấy ông này đâu có nhà cao gì đâu. Cái ông mà hội trưởng quận và cái tất cả quý vị ngồi trước đây, hội trưởng tỉnh, ban sự tỉnh bữa nay và ông hội đồng tỉnh đã biết rõ đó, đâu có đợi cái nhà lớn gì đâu. Tiền bối chúng ta đã cắt bậc anh hùng nhà kẹt, tao hỏi ra đâu có nhà lớn gì đâu. Quan Trung Hoàng đế Nguyễn Huệ không có cái nhà nào lớn hết trơn, mà ta nhắc hoài hay nhắc tới là đốt trầm hương để mà chiêm bái rồi. Cái đó mới thiệt là sống được cái nhà đó nha. Cái nhà đó, nhà họ đó, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê rồi đó. Yêu nước mến dân, làm những chuyện lợi ích cho đồng bào nhân loại dân tộc, cho nên mới được là sống được cái nhà họ đó. Thì chết được cái mồ là gì? Đó bây giờ nói rõ, không phải mình đúc chim tỉnh mà được cái mồ đâu. Quý vị nhớ coi, Phật thầy Tây An nó có đúc gì đâu. Ngài biểu chôn đừng có để cái núm, phải đổ bàn đi, làm cho người ta làm ở trên đó được dài ba cái cây bắp hay là 5-10 cây bắp cũng có lợi cho đồng bào, có lợi cho nhân loại. Chứ làm cái núm chi mà cho nó mất cái chỗ mà cho người ta trầm chặt. Phật thầy biểu phải chôn cho bằng đi. Nhưng mà rồi nó là tới bây giờ đã 12 tháng 8 năm nào cũng lên đó lại, thôi tam thiên dân mạng cái gì ơi. Nó không phải một người lại, ở trong gió hệ bốn sơn kỳ hương đều đến lại trên là được cái mồ rồi. Mà làm sao được cái mồ đó chứ? Quý vị cũng biết rõ Phật thầy Tây An quá thương nhân loại chúng sanh, 7 năm ròng rã đi truyền đạo để mà cứu đời, vì thế mà chết mới được cái mồ. Vậy thì muốn về cõi Phật đó là coi theo cái gương trước của tiền nhân ta, lập thân cõi trần, lập thân đây đó. Kính thưa chư quý khán giả và chư đồng đạo, đã hết phần nghi vấn đĩa nhất, vậy mời chư quý vị nghe tiếp đĩa hai.